Xin chào tất cả mọi người, cùng đến với xe 24 giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia Soulette bản Premium. Khi mà sang cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 24 này, chiếc xe Kia Soulette bản Pre này đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé. Còn anh mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ cũng chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe là 574 triệu. Sang cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 24 này thì đấy chúng em đang bán với giá đang là 560 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 14 triệu tiền mặt. Vậy thì chiếc xe Kia Soulette bản Pre này là nó đang là 655 triệu. Còn tỉnh thì 624 triệu, tỉnh áp thuế trăm thì 636 triệu và ở Tây Minh thì 643 triệu ạ. Còn đối trả góp thì anh em hiểu ra với giá đang là 215 triệu thôi ạ. Tỉnh thì 184 triệu, tỉnh áp thuế trăm thì 196 triệu và ở Tây Minh thì đang là 203 triệu ạ. Còn anh giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhà em nhá. Ok, tiếp theo tiểu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Kia Soulette bản Premium ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể của chiếc xe này dài đang là 4m120, rộng là 1m790, còn cao là 1m642. Chiều dài cơ sở dài đang là 2m50. Và khoảng sáng gầm xe nó đang là 20,5cm nhé. Tổng thể của chiếc xe này thì nó cũng rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Về đầu xe của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này, thiết kế phần đầu xe này nó rất là góc cạnh, tạo ra phần đầu xe cảm giác được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Mặt lưới ca lăng thì có viền xung quanh được mạ chrome, đúng phong cách ngôn ngữ của Kia. Các tính an toàn về phần đầu xe thì nó sẽ có cảm biến góc trước 4 mắt ạ. Còn về cản trước của chiếc xe này thì thiết kế của nó là rất là nổi bật, tạo điểm nhấn của chiếc xe. Và cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED nhé. Đèn LED đấy ạ, đèn full LED. Và ngoài ra thì nó sẽ có dải đèn LED ban ngày rất là dài, giúp cho phần đầu xe cảm giác nó sang trọng hơn, lịch lãm hơn và rất là nổi bật khi mà anh em đi trên đường nhé. Về sườn xe của chiếc xe Kia Soulette này thì nó cũng được dập nổi rất là nhiều, tạo ra chiếc xe cảm giác nó được rất là thể thao, mạnh mẽ, dùng ăn nhập với tổng thể của chiếc xe. Còn về phần bánh xe của chiếc xe Kia Soulette này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 16 inch, màu bạc trắng, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống. Nó sẽ là ngoài ra thì nó sẽ là có hệ thống bánh ABS, hệ thống hỗ trợ nâng dốc, cảm biến áp slope. Đó. Đây, sườn xe thì nó sẽ là tích hợp thì nó có thanh nẹp chrome, tạo cho chiếc xe cảm giác được trường xe hơn. Về gương chiếu hậu ạ, gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp cho đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương. Chiếc xe này thì nó sẽ không có camera 360 độ nên sẽ không có camera tích hợp trên gương ạ. Về phần đây, nó sẽ chân kính, nó sẽ chân kính được thanh nẹp chrome nhé, tạo ra cảm giác chiếc xe được trường xe hơn và dài xe hơn. Tay nắm cửa thì là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa, tích hợp trên này sẽ là có nút bấm, đó là cho có chìa khóa thông minh đấy ạ. Về phần trần xe của chiếc xe này nó sẽ là có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên, có giá lắc hai thanh và có cả anten vây cá nhé, đèn vào phanh trên cao rồi đấy ạ. Còn đây giới thiệu lại cho anh em về tổng quan về phần đuôi xe của chiếc xe Kia Soulette. Đuôi xe của chiếc xe này thì nó được dập nổi rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nó sẽ được góc cạnh, thể thao và mạnh mẽ. Để cản sau của chiếc xe này giống như cản trước nhé, thiết kế rất là nổi bật đấy ạ. Bô nó sử dụng là bô dấu phía dưới, còn phần cản sau thì nó là bô giả đấy ạ. Về cụm đèn phía sau của chiếc xe này thì nó sẽ là lối liên mạch với nhau nhé, sử dụng là đèn LED đấy ạ. Còn cốp của chiếc xe này nó sử dụng là cốp cơ. Rồi sẽ bỏ cốp cho em xem ạ. Cốp của chiếc xe này thì nó rất là rộng rãi ạ. Và hàng ghế thứ hai có thể gặp được 60-40 nên anh em để đồ dài, đồ rộng và to rất là thoải mái. Còn đây là lốp phủ này, phía dưới
Ở trong này thì nó sẽ là có phần bộ đồ tháo lốp nhé. Cốp này, đây là bộ chắn chắn đồ này. Cốp nó sử dụng là cốp cơ thôi ạ. Về các tính an toàn về phần đuôi xe thì nó sẽ là có cảm biến lùi và camera lùi ạ. Rồi lại sẽ quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe của chiếc xe Kia Soulette bản Premium ạ. Đấy, thiết kế nó rất là sang trọng, thể thao em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần nội thất của chiếc xe Kia Soulette. Nội thất của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này nó sử dụng là không gian nội thất là màu đen. Tùy chọn màu đen nhé. Đấy, nó sẽ có chỉ đỏ này. Ngồi ghế da này, ngồi rất ôm ghế và ngồi rất là thoải mái và rộng rãi đi ạ. Ghế chỉnh điện nhé. Ghế chỉnh điện đi ạ. Còn về bên cánh cửa của chiếc xe này thì nó sẽ có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bố mặt gương. Nó khá là cơ bản thôi. À, nó có chỉ vân chỉ đỏ này. Nó chiếc xe này thì nó sẽ không có nhớ ghế đâu nhé. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Kia Soulette thì giống như hàng ghế đầu tiên nhé. Ghế da màu đen. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai, ngồi hàng ghế thứ hai thì cũng khá là rộng rãi và thoải mái. Giờ sẽ quay lại cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho em về phần vô lăng. Vô lăng của chiếc xe Kia Soulette này nó sử dụng là vô lăng 3 chấu được bọc da sờ rất mềm mại. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động. Vô lăng dạng cắt dạng thể thao nhé, chỉ đỏ. Về túi khí bản này nó sử dụng là 6 túi khí đấy ạ. Còn về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng là màn hình cảm ứng 10,25 inch, to nhất trong các phiên bản đấy ạ. Có 6 loa, có định vị chỉ đường cho anh em. Gương chiếu hậu bên trong thì gương chiếu hậu chống chói tự động nhé. Hộp số nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp đấy ạ. Hệ thống điều hòa tự động, phanh tay nó sử dụng là phanh cơ thôi, không phải sử dụng là phanh tay điện ạ. Bệ từ tay trung tâm được bọc da. Đây, quay lại cho em về tổng quan về bên hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Kia Soulette. Đánh giá rất là tuyệt vời những tính năng và option của chiếc xe này mang lại. Nó sẽ là có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên đấy ạ. Nó sẽ là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai em nhé. Còn về động cơ của chiếc xe Kia Soulette này, nó sử dụng là động cơ 1.5 với công suất cực đại nó đang là 113 mã lực và còn mô men xoắn cực đại nó đang là 144 Nm ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì nó sẽ là có hệ thống phanh ABS này, hệ thống cân bằng điện tử xe này, hệ thống hỗ trợ dốc, cam lùi, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp. Túi khí bài này nó sử dụng là 6 túi khí ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó có rất nhiều màu cho lựa chọn, tổng sẽ là có 9 màu nhá. Gồm có như là màu nâu vàng này, màu cam, màu đỏ như mình đang xem, màu xanh nước biển, màu đen, màu xám, màu bạc và màu trắng ngọc trai ạ. Ok, vậy sau này mình giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia Soulette bản Premium rất là chi tiết cụ thể rồi. Với giao này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sự cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các bạn ạ.